đấy đang phát triển nên cần xương chắc khỏe. Cháo rất ngon nhưng chưa đủ, cần phải có canxi cho xương bé chắc khỏe. Đó chính là bí quyết của cháo Komi. Cháo Komi có canxi cho bé ngon miệng, cho xương chắc khỏe. Mẹ, con tội nó chạy nè. Đúng là cháo ngon chưa đủ mà cần có thêm canxi. Cháo Komi ngon miệng chắc xương.